Kiểm tra cho con lốp chú xem chú đã bị ăn bớt chưa ạ? Made in Việt Nam. Chưa tính động cơ nó sẽ lắp động cơ đều. Đấy như ngay kể không cần nói gì nhiều, ngay bộ bình chú đang hỏi mua của con đúng không ạ? Thế là chú đã bị như thế nào rồi ạ? Chú đã cảm thấy chú mua 19 triệu 500 cái chiếc Goda để chú cảm giác như chú đang bị lừa chưa? Chú ơi, chân bị mất đi đâu mà trèo lên ngồi lái nó khó lái, nó cứ lái vào nó cứ vào quẩn sàn. Vâng, đấy thấy chú thấy xe nó quảng cáo chạy 70 80 cây nhưng mà thực chất là xe chú đang chạy được bao nhiêu cây ạ? Chú đã đi được cây nào đâu? Đấy thế chú nói là chạy được 30 cây đúng không ạ? À. Vâng. Chú cảm nhận nó là chỉ được khoảng tầm đấy. Vâng, đó. Rồi đấy, chú đã cảm thấy nó khác biệt giữa chiếc Goda và chiếc Super. Cái chiếc Super nhà con hàng nhập khẩu linh kiện 100% đây nhá. Cái này cho bán bao nhiêu? 17 triệu 500 chú ơi. Chiếc Goda, chú bây giờ chú search lại tất cả trên mạng nhé, xe điện ba bánh Goda thì chúng nó đang mua với giá là 16 triệu 500 trên mạng rất là nhiều. Chú mua ở đâu, bất kể ở đâu cũng có giá 16 triệu 500 cho chiếc ba bánh Goda đấy luôn nhá. Chú cứ search trên mạng mà xem nhá. Ờ, Mạnh Phát. Vâng, chú mua bên đấy là 18 triệu 500, chú mua bên nào ạ? Chú mua Mạnh Phát là 19 triệu 500. Vâng, thế là bây giờ bình bên người ta chú gọi điện là chú không được bảo hành gì à? Nó bảo hành thì mình về 8 tháng nhưng mà gọi nó không nghe đâu. À, gọi lại không nghe nữa. Dạ. Vâng. Mà nó không nghe thì nó trả lời mấy câu văn tắt xong nó tắt máy luôn thì đã chưa kịp nói câu nào. Trả lời lại còn văn lắm à chú? Nó trả lời mấy câu lằng nhằng xong rồi nó tắt máy luôn, chẳng hỏi gì. Vâng. Rồi ạ, thế đấy chú cứ ấy đi, bình thì nhà con hỗ trợ bình 30A xịn nhá. Bình có tem mác vào ngoài chứ không phải bình vớ va vẩn. Vâng. À, 3 triệu rưỡi à? Vâng ạ. Vâng. Ê, ship thì sao? Ship thì chắc mất khoảng độ 100-200 nghìn thôi chú ơi. Cháu chịu ơi, chú chịu. Chú chịu chứ à, nhà con chỉ hỗ trợ bán bình cho chú thôi. Chứ lấy đâu ra con lại hỗ trợ xe, chú không mua bên con nào hỗ trợ chú mua bình là cách tốt nhất rồi. Để chú khắc phục được cái xe đều đấy đi rồi. Vâng. Vâng. Để xem này, cháu gửi cho chú nhá. Vâng ạ, đấy chú cứ cân đối đi xong rồi có gì chú báo con nhá. Rồi rồi rồi. Chào cháu nha. Đó, anh em đã thấy gì chưa? Anh em đã nghe được một vị khách gọi từ Quảng Ninh lên, khách mới mua xe của bên Mạnh Phát 10 ngày. Thì anh em lên YouTube ấy có thể gõ cái chữ xe điện ba bánh lừa đảo. Thì Đức đã cảnh báo anh em với cái số điện thoại đấy rồi nhá. Đã giả danh nhà Đức khoảng cách đây một năm rồi. Thì nhà Đức đã không nói chuyện và nhớ là Đức đã bấm lên và đăng lên một cái video lên cho anh em cảnh báo anh em khi mua xe điện ba bánh rồi. Đúng không ạ? Và hôm nay thì Đức đang để một cái quyển trò chuyện nho nhỏ ngay trên đầu vì mới sáng sớm dậy. Mình chưa chuẩn bị được. Mình vừa đến công ty thôi, đây này, công ty nhà Đức thì xe điện thì rất là nhiều. Đấy, thì như vị khách vừa rồi, Đức thì thực chất là rất là nhiều khách ở bên đấy gọi điện sang hỏi mua linh phụ kiện. Vì bên kia nó bán xong nó trả lời những cái câu văn vở như số điện thoại Đức đã để trên kênh YouTube cho anh em xem. Anh em đã thấy không ạ? Chuẩn chưa? Người ta đang phân tích con Super và con Goda thì con Super nó là hàng nhập khẩu linh kiện 100%. Con Goda nó sẽ là hàng nhái. Nói tóm lại nó là hàng nhái. Đấy, anh em như thế. Vừa mua 10 ngày hỏng bộ bình gọi điện thì văn vở. Đây là Đức có số điện thoại của khách hàng nhé. Mọi khi Đức cũng đã quay hết lại video của những cái khách. Nhưng mà phải trách tội là anh em ham rẻ và nghe những thằng quảng cáo nó rất bố láo. Như Đức đây thì có một cái công ty hoạt động khoảng độ tầm 7 năm nay rồi. Chứ không phải ăn tục nói phét là lên nói bán xe điện tầm chục, 20 năm nay. Đó. Đấy. Còn tôi, người thực việc thật, đây này, xe tôi, nhà tôi ship còn không hết, đây này, riêng nhà Đức đây, Đức sẽ cho anh em xem quy mô, 3 chiếc xe bán tải để dành chuyên đi chở hàng đến tận nơi cho khách hàng nhá. Và đằng sau Đức Mado đây, là một dàn xe điện ba bánh luôn, chứ không phải là buôn 1-2 xe, đấy, bọn nó còn chuyên buôn xe cú, Đức khả năng không biết như thế nào, thì đó là tùy thuộc vào anh em, đây, một dàn đằng sau nữa, đấy, anh em đã thấy chưa, rồi. Thì Đức chỉ khuyên anh em lựa chọn mua ở những chỗ uy tín. Đấy, còn đâu về vấn đề gì thì Đức có thể hỗ trợ được, Đức sẽ hỗ trợ. Đây,
Nhà mình thì có 3 chiếc bán tải để chuyên đi chở hàng cho anh em nhá. Anh em yên tâm một cái vấn đề đấy đi. Đấy. Còn những ông nào ham rẻ thì cứ qua đấy mà mua, rút ra một bài học như khách hàng vừa xong, nghe được hết cuộc hội thoại đấy không ạ? Đấy, người ta từ chối, từ bỏ trách nhiệm bảo hành. Vì Đức nói rồi, đừng ham của rẻ, hoặc là nó bán đắt hơn 1-2 triệu so với hàng xịn, xong nó kêu bảo hành 10-20 tháng. Đức không làm trò đấy được, Đức chỉ bán giá hợp lý, bảo hành hợp lý cho anh em. Thế đã ok chưa ạ? Đây là Đức có bằng chứng. Và Đức cũng phải kể luôn một câu chuyện. Đức đi giao cho khách ở hàng ở Bát Tràng. Thì cái giấy phố đấy có mua của nhà Đức Mado tận 3 xe. 2 xe mua của nhà Đức và 1 xe mua của bên đó. Thì cái xe mua của bên đó, Đức vừa giao con thứ 3 lên tí bị đánh nhầm. Đi phải khổ anh em ạ. Đi giao hàng thì phải... Ai bảo các ông các bà ham rẻ, mua ngu thì chết. Đấy, bệnh tật gì còn đâu. Tôi đã bóc phốt những cái thằng nào bán xe đều, bán xe nhái giả dàng, giả thương hiệu nhà tôi rồi. Thì anh em phải biết, phải nắm bắt tình hình, phải vận động tư duy đầu óc lên. Giờ thế kỷ 2021 rồi, tiền nào của đấy thôi. Nhưng mà có những cái thằng nó bán nó cũng bố láo thật. Nó bán ra xe đều, bán đắt hết xe xịn. Xong rồi khách hàng cứ tin tưởng, hợp vào là chết thôi. Đấy, còn đâu nếu các ông các bà bảo tôi bốc phét chém gió thì tôi còn lưu lại khoảng độ tầm 3-4 khách hàng. Như cái cuộc hội thoại vừa xong, ham mua xe, xe rẻ rồi gọi điện lại cho tôi. Gọi điện lại cho tôi làm gì? Đây là một cái vị khách hôm nay tôi tiếp rất là tử tế đàng hoàng để tôi quay video cho anh em. Thường thường nhá, những nơi mà mua xe không phải mua của tôi sẽ không thèm tiếp luôn. Vì những cái khách hàng đấy nó không cùng level với mình. Anh em hiểu không? Vì khách hàng của tôi là thuộc dạng khách hàng VIP, gọi là VIP, chuyên mua xe xịn. Đấy, xe đều thì tôi đã nói trên video rồi, ai mua xe đều thì đấy, vào tôi bán cho rẻ hơn 1-2 triệu với những các cái trên thị trường thì được chưa ạ? Đây, nhà tôi có Super Wheeler xịn Beauty, hàng nhập khẩu giá rẻ, nhiều dòng lắm. Đấy, hôm nay Đức chỉ muốn gửi cái video này cảnh báo đến cho anh em mua xe và để ý nhá. Còn đâu muốn biết thông tin chi tiết hãy lên mạng search kênh YouTube của tôi. Cảnh báo xe điện ba bánh lừa đảo thì nó đã cách đây một năm rồi, nhưng mà rất dạo này rất là nhiều tình trạng gặp phải như cái chủ hôm nay, thì anh em phải thông cảm nhá. Vì Đức cũng đã làm rất nhiều video so sánh cho anh em biết xe xịn xe đều như thế nào rồi, thì ngồi đấy mà khóc thôi nhá. Rồi, bye bye anh em. Anh em muốn mua xe điện ba bánh tại Đức Mario có thể liên hệ trực tiếp cho Đức, liên hệ qua số 0386791998 nhá. Xin chào anh em. Chúc anh em mua được con xe tốt lành, không dính phải những cái cơ sở lừa đảo như vừa rồi nhá. Bye bye.